game today. Hello anh em, mình là Tuấn Cơm và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài và chơi Auto Chess Mobile ở trên máy tính các bạn nhé. Trước tiên thì các bạn phải cài phần mềm giả lập. Ở đây thì có khá là nhiều những cái phần mềm giả lập. Thì mình chọn một cái phần mềm mà mình hay dùng. Đấy là phần mềm Memu. Thì các bạn có thể vào cái đường link mà mình để ở dưới cái phần chú thích của video clip này. Các bạn có thể vào đường link đó và các bạn tải về. Ở đây mình đã tải cái bộ cài về và bây giờ mình đang tiến hành cài đặt nó. Các bạn cũng có thể thay cái phần mềm này bằng một vài cái phần mềm khác. Ví dụ như BlueStacks, một cái phần mềm khá là nổi tiếng. Tuy nhiên cái phần mềm BlueStacks thì nó khá là nặng. Bộ cài của nó lên tới khoảng 3GB. Trong khi cái phần mềm này thì nó nhẹ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1GB thôi. Các bạn sẽ thấy là cái sự lựa chọn để chơi cái Auto Chess trên điện thoại di động bằng giả lập trên máy tính thì nó sẽ ngốn rất là ít dung lượng. Ở đây cả cái bộ cài của nó, cái bộ cài giả lập thì nó chỉ có khoảng 2GB. Sau đó thì cái bộ cài game nó cũng chỉ có 200MB thôi. Ở đây nó sẽ khác với cả bạn chơi Dota và bạn cài. Cái bản cài Dota nó lên tới 20GB. Ở đây chúng ta sau khi tiến hành cài đặt xong thì cái bước đầu tiên của cái phần cài đặt đấy chính là chúng ta sẽ chọn cái ngôn ngữ. Ở đây thì nó có tiếng Việt nên là mình sẽ tìm tiếng Việt các bạn nhé. Cái sự lựa chọn mà chơi ở cái bản giả lập và chơi cái bản Auto Chess ở trên mobile nó là một cái sự lựa chọn rất nhiều cho các bạn máy yếu. Các bạn có dung lượng ít thì các bạn lên chơi cái bản này. Thay vì là phải mất 20GB ổ cứng khi mà chơi ở trên máy tính thì các bạn chơi cái bản mobile này các bạn chỉ mất có khoảng 2GB thôi. Ở đây thì mình có thể điền mail, điền cái địa chỉ email của các bạn vào đây. Đây nó là những cái bước đầu để mình tiến hành là giả lập ở cái phần mềm này. Nó như là một cái phần mềm, nó thay cho cái điện thoại di động của bạn. Ở đây mình sẽ che nó đi một vài cái thông tin cơ bản. Mình sẽ đăng nhập nó bằng cái tài khoản của Game Today. Ok, vậy là đã xong cái bước đầu. Các bạn sau khi các bạn đăng nhập vào thì các bạn là hoàn toàn là có thể chơi được. Bây giờ các bạn chỉ thiếu cái bộ cài thôi. Ở đây thì các bạn có thể là tải cái bộ cài, mình cũng để cái link ở dưới nhé. Cái bộ cài game thì mình để ở cái link ở phía dưới cái video clip này. Giao diện thì nó giống như ở trên điện thoại di động. Cũng có những cái nút menu ở dưới này. Đấy, gạt qua gạt phải các thứ. Những cái thanh công cụ này thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm, hoặc là có cái gì thắc mắc thì cứ hỏi mình sẽ trả lời nhé các bạn nhé. Sau đó thì qua đây mình vào cái trang web tải game và mình sẽ tải cái game đó về. Tải cái app di động này về, tải về máy tính của mình. Thì ở đây ở cái trang chủ này thì các bạn sẽ thấy là nó có cái hiện cái phần mềm là iOS ở đây, nhưng mà nó chưa ra. Tương lai thì sẽ có cho các bạn chơi ở trên iPhone. Sau khi tiến hành tải app về thì mình cài đặt nó ở trên cái phần mềm giả lập Memu các bạn nhé. Đơn giản thế thôi. Và ở đây thì nó đang cài đặt. Ở đây nó đang cài đặt các bạn ạ. Đợi một chút. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta tiến hành là vào game chơi thử xem thế nào các bạn nhé. Đấy, các cái giao diện chính của game đã hiện ra. Và ở đây thì đang cài đặt, đang tiến hành cài đặt những cái data của game các bạn ạ. Đó, sau khi cài đặt xong thì nó hiện lên một cái bảng này. Thì bạn đăng nhập vào, bạn đăng nhập cái link của bạn vào. Cái link này thì bạn đăng ký ở trên cái trang web mà các bạn vừa download game các bạn nhé. Thì các bạn vào đấy các bạn đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào. Sau khi các bạn đã đăng ký ở trên cái web trang chủ của nó, trên thì các bạn đăng nhập là địa chỉ email và ở dưới là cái pass. Sau đó các bạn vào. Ok, và chúng ta đã đến với cái giao diện chính của cái game này. Thì game này nó đang ở trong cái giai đoạn thử nghiệm, vì vậy nên là các cái chữ của nó vẫn là còn là tiếng Trung Quốc là nhiều các bạn ạ. Nhưng cái thông tin update này chủ yếu là tiếng Trung Quốc và mình chưa thể chuyển sang tiếng Anh để có thể đọc được, nên mình cũng không hiểu nó là cái gì. Giao diện chính của nó là như thế. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là ở đây cũng giao diện nó cũng đang ở cái thuở sơ khai thôi, cũng chưa có cái gì là đây ở dưới nó có ghi cái dòng đây là cái version nó là beta đấy, nó chưa phải là cái bản chính thức. Anh em thấy là đồ họa nó cũng có bóng đổ khá là đẹp. Cái con mà tóc hồng này nhảy nhảy này và con heo này nó chính là cái con courier ở trong game. Đấy thì hiện tại ấy, thì các bạn chơi game các bạn sẽ được rất nhiều những cái ưu đãi, như là cái kẹo thì được tặng hàng ngày và cũng được thưởng trận đấu thắng thì các bạn cũng được khá là nhiều kẹo. Các bạn lên thử. Ngoài ra là trong cái game này thì ở trong giai đoạn beta này thì các bạn có thể đánh nó dễ, tăng level hơn. Ở đây như mình, các bạn đã thấy là mình đang được là Bishop 8 rồi. Cũng chơi không nhiều lắm và cũng được lên tới tận Bishop 8. Đây, ở trong cái giao diện của người dùng thì có cái này nó để thay avatar. Đó, các bạn có thể thay avatar ở đây. Cái mục này thì các bạn có thể đây, ở đây nó có cái chuyển ngôn ngữ đây, setting, các bạn vào đây và các bạn có thể chuyển sang tiếng Anh ở cái vị trí này các bạn nhé. Ở đây có những cái setting về đồ họa này, setting về tốc độ của game. Ở đây là những cái thông báo, nhưng mà bây giờ hoàn toàn là nó là tiếng Trung Quốc nên là mình cũng chưa hiểu. Tạm thời thì chưa hiểu được. Đó, và vào cái phần giao diện chính đây. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có giới thiệu những cái con tướng ở trong cái game này. Đấy, sẽ có những cái phần giới thiệu tướng cho các bạn. Đấy, tướng level 4 này, chọn này, tướng level 4 này, tướng level 5 này, có những con nào này. Những cái con này thì nó ở bên Dota nhưng mà sang đây thì nó đã thay đổi hết tên rồi. Và mình sẽ giới thiệu đến các bạn dần dần các bạn nhé. Đây ví dụ như là ở đây nó sẽ có các cái bộ theo tộc cái này. Đấy, các tộc ở đây một vài tộc thì giữ nguyên tên, còn một vài tộc thì nó đã thay đổi tên. Các cái tộc ở đây thì có Goblin đây này. Đấy, tộc Goblin thì vẫn có 6 con Goblin đây. Đấy, các cái con Assassin Goblin thì bây giờ đã thay đổi. Đấy, thay đổi tên hết rồi. Con Clock, đây là cái con Clock đấy các bạn. Đấy, đây tộc Elemental thì ở bên này nó là Spirit này. Thay đổi hết tên luôn. Nên là cũng phải mất một thời gian để các bạn từ Dota Auto Chess mà các bạn sang đây Auto Chess Mobile thì tên nó khác hẳn. Bộ Naga cũng thế. Ở trong cái game này vẫn giữ 4 cái con Naga. Trong đấy cái con Naga thứ hai vẫn là cái con Slada. Chuyển sang cái bộ Ether 6 này thì nó là cái bộ Undead đấy các bạn. Ở đây vẫn có 4 con Undead đây. Đấy, chuyển sang cái bộ draw này thì vẫn giống ở bên kia. Vẫn có con Sniper và con Gyrocopter nhưng tên đã thay đổi tí. Đây là bộ beat. Đấy, bộ beat đấy các bạn. Sang bộ human. Đó, 7 con human vẫn giữ nguyên. Đấy, có một vài con tướng thì cũng thay đổi, một vài con tướng giữ nguyên. Cái bản này thì nó không giống cái bản ở trên Dota Auto Chess đâu. Đấy các bạn thấy Dragonclack, cái bộ rồng đây này. Đấy, Dragonclack ngầu chưa? Cưỡi rồng hả thôi. Đó, và cái bộ ngầu nhất đó chính là cái bộ này, nhìn thằng nào cũng hầm hố. Đây nó là bộ Orc đấy các bạn. Bộ Orc gồm có Zogclack, rồi thì con Bitmaster, Disaster. Đó, ui, bộ này ngầu cả bộ màu đỏ luôn. Trông Disaster ngầu chưa kìa. Đấy, các bạn chuyển sang cái bộ này. Ở trên đây thì nó gọi là cái bộ Featherhead. Nhưng mà ở kia thì nó lại là cái bộ, nó là bộ F đấy các bạn. Gồm những cái con ở bộ F đây này. Con đầu tiên nó chính là con AM đấy, Antimate đấy các bạn. Nhưng mà ở đây thì nó là con Witcher. Chuyển sang cái bộ này thì các bạn có thể thấy là một cái anh dễ thương cầm rìu có cái chữ màu đỏ, chữ màu hồng, nó chính là Chron Godius của chúng ta đấy. Sang đây đổi hết tên rồi và trông hình có vẻ dễ thương hơn rất là nhiều. Nhìn kìa, cute chưa? Witch Doctor. Đó, đây nó là cái bộ Demon đấy. Trông khá là hầm hồ. Cái con dưới cùng có chữ màu hồng là con Doom đấy các bạn. Đấy, bộ Kira này là chính là bộ Orc đó các bạn. Đấy là con Ogre Magi đấy. Trông hầm hố thật. Con này thì trông lại có vẻ là không dễ thương bằng ở trong Dota Auto Chess. Đấy, ở bên này thì nó là bên này thì nó lại là nghề này. Đấy, đây là Mech này. Đây là class các bạn nhá. Bên này nó là các class. Đó. Đây nó là Warlock này, vẫn giữ nguyên này. Hunter này, vẫn 6 con giữ nguyên Hunter này. Mech. Đó. Druid, các bạn nhớ mặt nhá, đây là cái bộ Druid đấy. 4 con Druid đây. Clay. Đấy. Clay trông cũng khá là hay. Hầm hố. Đây là bộ Shaman. Đấy, bộ Assassin đây này. Assassin này có 8 con các bạn ạ. Vẫn giữ nguyên 8 con, chưa bị đuổi hay mất hai con Senking đi. Đây là bộ Warrior đây, rất đông. Đây nó chính là bộ Demon Hunter. Chuyển sang bên này thì là Witcher các bạn ạ. Hết rồi. Đó là tất cả những cái gì mà các cái con tướng ở trong cái bộ này, ở trong cái trò chơi này. Con AM ngầu chưa này. Các bạn thấy con AM rất là ngầu. Đó. AM level 2 này, AM level 3 như thiên thần luôn này. Đấy, hai con Witcher ở đây thì nó là những cái con chim các bạn ạ. Đấy. Tabu Witcher tên là đi. Các cái chỉ số này thì ở đây các bạn ấn vào là các bạn thấy những cái chiêu thức của nó kỹ hơn, rõ hơn. Đấy, ấn vào thì sẽ biết cái bộ F nó sẽ được cộng những cái gì. Khi mà các bạn được 3F thì là được cộng 20% né tránh. Còn ở phía này thì nó sẽ giải thích về cái tộc Witcher. Ở đây nó chính là cái tộc Demon Hunter đấy các bạn. Đấy, giống hệt. Khác mỗi cái tên. Khác mỗi tên và khác mỗi cái mặt, khác mỗi cái hình ảnh. Còn lại thì các cái chỉ số thì giống hệt. Đó, chuyển sang đây thì các bạn biết đây là con gì không? Đây chính là cái con Demon Hunter thứ 2. Nó chính là con Tero Blade đấy các bạn ạ. Trông này. Tất cả đều là con chim các bạn, hai con chim luôn. Đấy, ngầu chưa? Đó, ui rồi, con này lên 3 sao thì là biết bay luôn. Trông lực không các bạn? Đấy. Đấy các bạn thấy không? Đấy khi mà biến hóa đấy, biến trao đấy. Đấy cái tộc Demon thì đây, ở đây nó ghi cái này nó thì nó không phải 50% các bạn ạ, cái này nó đánh xuyên giáp luôn. 100% đam là xuyên giáp luôn các bạn nhá. Trong cái trò này. Nên là cái Demon ở trong cái trò này nó hay lắm, nó khỏe lắm các bạn ạ. Đấy, ở đây thì cái tộc Hunter Demon thì nó giống hệt thôi. Một con thì nó mất cái hiệu ứng Demon còn của địch thủ đấy. Còn hai con thì nó có thể là các cái con Demon bên mình có thể chơi được. Đấy, bây giờ vào cái giao diện chính của cái trò chơi. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có cái mục Warehouse. Thì khi bạn vào Warehouse này các bạn sẽ có những cái con gà của các bạn ạ. Và những cái avatar của các bạn. Leaderboard thì cái này nó sẽ là bảng xếp hạng của thế giới. Các bạn có thể vào đây xem những cái rank Queen, những cái rank King. Đấy, vào shop thì các bạn ở đây các bạn có thể mua gà. Các bạn dùng kẹo để các bạn xoay ra những con gà, những cái avatar, những cái map. Nó sẽ ở đây các bạn nhé. Thì ở đây ở trong cái trò này thì nó mất nhiều kẹo hơn để xoay. Cụ thể nó làm 88 kẹo các bạn mới có thể xoay được các bạn nhé. Đấy, bình thường thì các bạn sẽ chỉ có vài cái avatar chính để các bạn thay thôi. Nhưng khi các bạn xoay thì các bạn sẽ có nhiều avatar hơn và nhiều gà hơn để các bạn có thể sử dụng được. Đó, rất là nhiều. Các cái con avatar này thì mình cũng không rõ là những cái hình này là ý tưởng của nó là như thế nào cả. Thì mình cũng không biết. Thì cái buổi giới thiệu về cái Auto Chess Mobile mình xin dừng lại tập 1 ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái tập sau các bạn nhé. Ở tập sau thì mình sẽ giới thiệu cụ thể những cái con tướng. Và tướng nào tên là gì ở bên trò Dota Auto Chess. Hy vọng là các bạn sẽ đón nhận ở tập sau và ủng hộ mình các bạn nhé. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Game today.